mà có cái lờ ấy, đừng có tin gọi. À, phát chiều nó ra ngoài rồi, anh thả em. Ơ. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn xem thêm một video nữa các bạn nhá. Và được rồi, ở cái video này là các bạn có thấy là ngay trước màn hình của các bạn ấy là mình sẽ quay trở lại với cả cái bộ đồ người nhện anh em ạ. Đó. Thì tất nhiên rồi, và như ở những cái video trước thì các bạn đều biết rằng ấy là cái bộ đồ này của Gana thì nó vẫn chưa ra mắt. Vì thế đây là một cái trang phục vẫn rất là hiếm luôn anh em ạ. Ghê thế. Cái đống xanh rồi, vừa nói mấy ông cá chứ gì đã có cái thằng nổ súng rồi này. À thằng này thì ra mới chọn chết à? Nào từ từ. Thấy mày rồi nha em ơi, mày chạy đâu? Chạy đâu mà đắng đây? Úi giời ơi, chạy đâu? Úi giời ơi, cứ trú trong cái căn nhà đi. Ông cứ nghĩ trong cái căn nhà này mà sống được ấy thì chắc chắn là thằng nào nó cũng núp hết trong nhà rồi bạn ạ. Nào từ chúng ta sẽ lên luôn nhá. À mày chú đây em ơi, vớ va vớ vẩn của đậu xanh rau muống cỏ hói nữa, nhố nhà nhặng dám bắn người ta xong đấy là bỏ gọi là bỏ của chạy đấy người à, vớ va và là không biết chịu trách nhiệm với người khác à. Mẹ ông lại thế à, chú nhà nhặng dành còn bố láo rồi nữa. Rồi bên ngoài em nhá, người đúng là thế giới bên ngoài khác toàn quả cỏ cây xanh lá này. Ai vãi trưởng lại thằng nào nữa. Mẹ bọn này cứ thích đi cắn trộm về con chó này, chó lợn này, không làm gì mày thôi tự nhiên đi cắn trộm người ta, vớ vả vẩn, dám đi cắn lén người ta đấy à, không phải đồ vô ý thức. Nào ok nhá, vậy là một cái gì nữa ở phía trong nhà kìa. Thế là giờ là mình hai tay hai súng, chắc là một khẩu để cầm bắn thanh niên ở trong con keo một thằng, khẩu còn lại là bắn thanh niên còn lại. Mày ra đây vỡ đầu nha con chó, mày chạy đâu. Ok đi nữa nào. Ừ, đâu rồi. Được, ông trốn trong nhà tôi không biết á, chắc thằng này nó đang trốn trong nhà rồi. Đấy, may là mình có cái mini drone nhá. Nào giờ ta sẽ dâng thẳng vào trong nhà luôn. Ok, vũ ba này, nó ba này. Đấy luôn nhá. Mày đâu? À, tao thấy mày rồi. Thấy mày rồi. Úi giời ơi, xô ra mày vào đây. Con lợn chó này, vớ vả vận này. Tao đùa mày à? Nhổ nhà nhằng. Nhìn tôi phải giống như thằng bố ông ấy. Về ra hai con chó bố mày ra tao mới tha được nhá. Vớ vả vận được chơi rồi dễ à? Tưởng cứ núp trong nhà rồi đây là bắn tỉa tôi mà ăn rồi á. Xin lỗi bạn ơi, nếu mà làm như thế mà làm được ấy thì thằng nào nó cũng núp hết trong nhà nó xử tôi rồi. Được rồi nhá, có lẽ là bây giờ là chúng ta sẽ tiến ra cái hộp xác thanh niên vừa nãy mình mới bắn ấy để có thể là lút xác thôi. Ui, đồ mày tươi như cá ở ngoài chợ ấy mà dễ đạch luôn, còn phải trưởng ra ok nhá, tuyệt vời luôn. Những cái trang bị nào không cần thiết thì mình sẽ bỏ ra làm rộng cái ba lô của mình luôn, chứ gọi là cứ để trong ba lô làm cái gì đúng không. À, mẹ vẫn còn một thằng nữa. Ui vãi trưởng, ui còn đúng 17 máu. Ôi thằng này nó ngu vãi trưởng à, nó không dâng lên nó chơi mình. À, mẹ có lưu à? Ui giời, con lưu nó nhảy ra ngoài có cái gì đâu. Ý gì? Mẹ đùa với tôi à? Vớ ba, từ từ để tôi bóng này nhá. Mẹ cái thằng này nó ngu vãi trưởng à luôn em ạ. Vừa nãy nó bắn mình yếu xong rồi nó méo chạy ra nó bắn nốt cơ. Ngu người thế là phải trả giá bằng mạng sống em ơi. Mày chạy đâu đáng ai à, mày cứ trốn xong cái đấy. Ông phải làm như tôi ông hiểu không? Thì may ra mới có cơ hội sống sót được. Thì may ra mới chiến thắng được chứ. Chứ chơi kiểu ông ấy chỉ có gọi là không khác gì à, chó núp ở gọi là trong cái chuồng ấy thì làm sao mà khá hơn bạn ơi. Ui cái mày quét UAV vừa quét qua coi là ba thanh niên ở quanh khu này đông vãi trưởng luôn nhỉ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xuống cái khu thung lũng thôi. À thanh niên đây rồi, mày có lưu ý đâu ơi em ơi, tôi ở ngay chỗ này mà ông chạy đâu đấy. Úi rồi con sọt căn để tôi sợ quá cơ. Ra đây, ra đây chó ơi. Em lợn này, đùa với chùa. Ok nhá, giờ lúc sang nhìn luôn rồi gì bên trong ơi. Úi rồi một đống bông keo luôn, tuyệt vời mặt trời. Thì bây giờ hiện tại là chúng ta đã xuống cái khu vực thung lũng rồi em ạ, là trích thử quanh khu này xem nào. Ơ bò lạc ngay trước mắt kìa. Tôi dọc quả này chú xanh cỏ rồi em ơi xanh cỏ. À mày tưởng mày mỗi mày có cái bảng bảo vệ sơ bài à, phải cho vỡ đầu này em ơi. Mày chó này nữa, nhổ nhà nhằng thấy gì chưa, gặp tôi gặp bố ông ấy tưởng đùa. Cái này chúng ta sẽ tiến ra lúc cái hộp xác này luôn. Đấy em thấy gì chưa, gọi là chỉ cần nhắm mắt cái hút phát là vào đầu nó luôn rồi, không có nhiều hiểu không? Thôi mày im mãi à mồm đi. Là cái kỹ năng hút sức của mình ấy nhưng mà không bằng những gọi là những game thủ chuyên nghiệp được. Nhưng mà chúng ta gọi là bắn hút tầm tầm ấy, nếu mà mọi người không biết gọi là hút tầm ấy thì mọi người có thể áp dụng cái cách của mình nhá. Là cái cách căn sọ nó rất là ok luôn, mà nó không tốn thời gian của anh em. Chủ yếu là anh em phải kiếm được một cái vị trí nó ổn áp một tí để gọi là hút vào đầu nó được, em hiểu không? Đó, nói chung là nãy giờ thì xám xí quanh khu này thì cũng đủ rồi. Giờ trước mắt là mình sẽ nhảy xuống phía dưới khu này để đi rút thịt nghĩa nào. Mà mình lại hay có thói quen đấy là mình sẽ sử dụng cái mini drone trước em ạ. Bởi vì mình sợ là những lúc mà mình rút thịt ấy là khả năng cao sẽ có một thằng nó gọi là nó rình mình. À đây em thấy gì chưa, rõ ràng hôm nay tôi mới đánh răng xong mà thế quái nào vẫn có một thằng nó rình mình ấy nhỉ. À rõ ràng là mồm tôi không có thối đâu nhá, mà tại sao nó lại thiêng cái nhỉ. Nào từ quanh khu này thôi nhá, tôi nghĩ là sau quan sát tải này mà méo có em ạ, chơi đâu nhỉ, ở trong nhà méo có luôn.
thằng này hack à? À, vai trưởng. Ui dồi ôi, lúc chỗ này còn lại bố. Chả hiểu kiểu gì luôn đấy. Địch đến gần đến đít rồi mà không biết chạy ra mà bắn nữa thì tôi cũng đến đã. Còn lại bố. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến ra cái khu vực khác nhá. Vậy là hiện tại trên bản đồ chúng ta chỉ có duy nhất là 5 thiên tiên cuối cùng rồi. Chỉ cần xử nốt 5 thiên tiên cuối là chúng ta đã có thể là giành top 1 trong cái ván đấu ấy rồi. Ây à, vai trưởng con chó này. Lại một con chó đi cắn trộm. Mà sao con chó nó cứ gọi là ở quanh khu vực trời này. Mà lúc nào nó cũng đụng bụi cây em ạ. Đúng kiểu chó thật luôn em ạ. Không phải đùa đâu. Đó, ok nhá. Nào mày ăn quả lựu đạn đi. Ăn quả lựu đạn sám hối đi em ơi. Nào ăn ăn đi. Ăn ăn đi. Ăn ăn đi. Không chết à? Không chết à? Sức sống mãnh liệt ghê nhá. À vãi trưởng sao không có một thằng kia. Vãi trưởng nào. Đừng 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 anh ơi. Em xin lỗi mà. Đùa thì làm gì mà căng. Em còn mẹ già con trẻ ở nhà. Mấy anh bắn thế này em sao chơi được. Từ từ tôi không báo cho đấy đã nhá. Nào mày ta gọi mày ra đây. Chúng mày có giỏi mày ra đây. Mày cứ ỉ đông rồi còn ý hiếp yếu làm cái gì hả? Vớ vả vẩn ra đây. Ra đây solo những người đàn ông xem nào. À thằng trước thằng sau. À giờ chuyển thể đối tượng rồi giờ chuyển ra bắn mình ấy. Ây à mẹ lựu đạn căng đấy. Nào từ từ. Xử cho thằng một. Một thanh niên. Thì còn lại à, mày núp à? Núp là con chó này. Hả con chó này bắn bố mày tứ hướng à? Vớ vả vẩn à. Đừng tưởng thấy người ta hiền mà ra bắt nạt nha. Con chó này. Ok nhá, vậy chúng ta sẽ phải gọi là cuốn máu cho này đấy. Sau đấy là gọi là trưng dụng hòm xác của hai thanh niên mình vừa mới hạ gục thôi. Vớ va vớ vẩn, tự ăn tôi vừa dễ như thế là thằng nào cũng chạy ra nó ăn tôi từ lâu rồi. Nhá, chứ không đến lượt mấy ông đâu. Mỡ lên mà húp nhá. Ok. UMP của mình. Đây từ từ, tí nữa lụt lộn hay bảo. Tí nữa lại ra solo với mấy thằng cuối lại cầm M14 ra nó bắn. Vai trưởng cái gì đây? Mẹ, sao mẹ cái danh này mẹ chúng nó cắn trộm nhiều vãi trưởng luôn. Toàn cái bọn tiểu nhân đấy các bạn. Chả có cái mẹ công tử đào hoa thứ gì cả. Vỡ va vẫn toàn mấy cái trò mẹ bị hẹt cái bận này sao chơi. Cậu ê, ui vãi trưởng, cậu một phát là mất luôn quả bóng keo luôn. Ghê vậy. Của máu này đã nha. À, thì lại tiếp tục là chọn cái phương án câu lựu cả. Ờ, càng nhảy nào rút súng ra bắn đấy. Thách cả lò nhà ông luôn đấy. Đây, bắn đâu tôi cái. Bắn đâu tôi cái, bắn nữa đấy. Mày bắn hộ tao cái nhá. Tao xin mày luôn, tao xin mày luôn đấy nhá. Ừ, và con chó này nữa. Đã bảo rồi, đừng tưởng người ta hiền là dễ bắt nạt nhá. Người ta Spider-Man người ta siêu nhân ở trong cái map này mà vẫn chạy ra ra bắn mình được, bắn tơi mấy phát bây giờ lại đùa đâu. Ok nhá, vậy là hiện tại thì chúng ta đang ở trong cái vòng bo rất là bé rồi. Và như mọi người thấy là trong cái vòng bo cuối cùng thì chúng ta chỉ còn là 3 thiên nhiên cuối nữa là chúng ta đã có thể là giành tức một rồi. Và chưa gì là mình đã thấy là một thiên nhiên ở phía trên nhà rồi. Thôi xong rồi, chắc là chúng ta phải cho thằng này nó xanh cỏ đây. Mẹ nó dám trốn trên nhà nó rình mình như kiểu là chó đợi chủ về nhà hay sao ấy. Thế thì quẫy đuôi đi em ơi. À mình còn một cái mini drone cuối cùng này. Mà trong vòng bo này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải sử dụng thôi. Đúng không? Nào, 3 thằng. Và trong vòng bo bé tí thì mình nghĩ là đến 90% nó sẽ núp trên nhà. Một thằng thì biết núp trên nhà rồi, hai thằng còn lại thì không biết nó đang ở đâu rồi. Ok nhá, vậy là cái mini drone đầu tiên của mình, cái mini drone cuối cùng của mình đã xuất kích rồi. Vậy là chúng ta đã quét được vị trí của hai thằng tiếp theo rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy thằng tiên thứ ba. Đây rồi, vậy là ba thằng đang ủ một chỗ à. Thôi xong rồi, vào tặng cái ổ mẹ dâm này luôn đấy em. Chơi luôn. Việc gì sao phải xoắn đúng không? Ôi, ôi kìa, đầu kìa, cắt xoạ. Úi rồi ôi, ngu chưa em ơi. Thì nữa kìa, thì cuối cùng kìa. Thanh niên cuối cùng kìa em ơi, xử lý thanh niên cuối là chúng ta có thể giành tốt một trong phần đấu ấy rồi. Tiến lên em ơi, sao phải xoắn. Rồi ôi, lên luôn, lúc này là lên luôn chứ gì nữa. Mày ra đây, dựng một keo luôn lại. Ok, thì đi nữa đâu rồi. Mày trốn ở đâu thì mau mau lòi đầu ra. Tao biết thì mày ra tao còn tha. Mà có cái lờ ấy, đừng có tin người. À, phát trưởng nó ra ngoài anh ơi, thái em. Anh thái em, ơ. Ngu vãi trưởng ra luôn. Quay tay thường thôi mà cũng thắng con mẹ luôn rồi em ạ. Vãi trưởng ra luôn đấy. Ôi dồi ôi, ăn gì mà ngu thế ông ơi. Ăn gì ngu thế tôi cúng nha. Ok, và nếu như mà anh em thấy video mình hay ấy, thì anh em đừng quên để lại cho mình một like. Và nhớ subscribe kênh YouTube để có thể là ủng hộ cho mình anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.